Thưa quý vị, tình hình ngộ độc thực phẩm tại các công ty dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn liên tục tái diễn. Và theo ghi nhận, đa phần bếp ăn tại các công ty này không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm như là nguồn gốc nguyên liệu không đảm bảo, thiếu vệ sinh, nhà ăn không đúng chuẩn quy định nên rất dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Và đây cũng là lý do mà hơn 50 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn giày Amara Việt Nam có trụ sở tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định phải cấp cứu vào chiều ngày hôm qua sau khi dùng cơm tại công ty. Sau đây là ghi nhận của chương trình về vụ việc này. Các công nhân cho biết lúc 12 giờ sau khi ăn trưa tại nhà ăn của công ty với các món giò nạc, lạc rang, su su xào, cơm và canh rau ngót. Sau đó hơn 50 công nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đi ngoài phân lỏng, mạch nhanh, tụt huyết áp, chân tay lạnh, người giáo mồ hôi. Trong số hơn 50 công nhân nhập viện có 10 trường hợp bị nặng. Sở Y tế tỉnh Nam Định đã cử đoàn cán bộ xuống công ty trách nhiệm hữu hạn giày Amara Việt Nam tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.